Hello, chào các bạn. Hôm nay thì mình đang ở có mặt ở cà phê ẩm thực chai Quý Liên ngay phía sau lưng siêu thị Bixi, bên hông siêu thị Bixi đó các bạn. Cái đường nhỏ nhỏ mình chạy đi vô ở ngang công ty gì bảo hiểm Daiichi Life. Quán này thì mình đã biết rất là lâu rồi. Quán này nấu đồ ăn chay rất là ngon. Từ lúc mình còn làm việc ở gần đây OCB và lúc anh Tâm còn sống, mình cũng hay ghé đây mua đồ mang về để cho cả nhà mình thưởng thức bữa cơm xế. Hôm nay mình sẽ ăn sáng và review mọi góc cách trong quán cho các bạn xem. Ủa chú cũng thích cái này đi chú. Dạ. Dạ, con quay YouTube. Đang quay gia đình đúng rồi. Rồi ăn sáng ánh mát với vợ. Cái không gian quán này thì nó cũng rất là yên bình, nó sử dụng 100% là bối cảnh của Phật giáo các bạn. Wow. Thì đây là khu vực nhà bếp của quán, người ta còn có kinh doanh những vật phẩm phong thủy. Wow. Ai thích thì nghe. Đây có phòng máy lạnh luôn. Wow. Trời sao giống nhà hàng 4 sao quá vậy trời. Trời, bàn trang điểm hoành tráng đẹp vậy. Mình khoái cái bàn trang điểm lắm luôn á. Mà trong nhà mình thì kiếm chỗ mà kiếm cái bàn trang điểm ưng ý thì dễ. Đẹp quá hả. Hôm nay mình gọi phần hủ tiếu bò kho và rau má dừa. Cắt một rũ ở đây làm cho mình cũng nhớ tới trong chai, trong cái gian này, trong mình cũng dụng cái ly giống như vậy bằng biết sau đó dụng đầu đũa như mỗi một ngày để đảm bảo vệ sinh. Và bây giờ mình bắt đầu ăn nữa hả? Khi mà xem rồi các bạn đừng quên là nhớ ủng hộ mình, mua sản phẩm để đẩy đơn, để hỗ trợ mình xem chi phí đi quay cho các bạn xem nha các bạn. Và đăng ký học quá thì mình hãy đăng ký nhanh nhất trong tháng 3. Bữa nay là 26 rồi, còn nhà chúng mình là mình đóng sổ, mình không nhận học trợ nữa đâu.
trung tâm nông nghiệp du lịch sinh thái, trung tâm giao lưu phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy định quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại quyết định số 39. Trên quy đề, đây là sự kiện rất có ý nghĩa, mở rộng không gian, chỉ ra các động lực phát triển để Đồng Tháp khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng thế mạnh của mình, vững vàng trên hành trình trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị hàng hóa nông sản trong chuỗi giá trị sản phẩm, trung tâm giao lưu phát triển kinh tế giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long và các nước thuộc tiểu vùng, vùng sông Mekong. Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp là căn cứ pháp lý, công cụ quan trọng giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh hoạch định kiến tạo động lực, không gian phát triển để đảm bảo kết nối giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và nhằm để khai thác những tiềm năng lợi thế của địa phương tổng thể để phát triển ra thành nền kinh tế xã hội bền vững. Vì theo mục tiêu phát triển đến năm 2030 thì Đồng Tháp là tỉnh có trình độ phát triển khá này, nằm trong nhóm dẫn đầu về chuyển đổi số, một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ở đây thì phát triển toàn diện nhiều lĩnh vực văn hóa xã hội, con người, duy trì về vị trí nhóm đầu cả nước về các chỉ số cải cách hành chính và hiệu quả quản trị hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, hợp tác hội nhập quốc tế có được tăng trưởng, người dân ở đây thì có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc. Về kinh tế thì GDP bình quân đầu người đạt 7/7.5% một năm, khoảng 160 triệu đồng, tỷ trọng trong GRDP của ngành chiếm khoảng 27%, ngành dịch vụ chiếm khoảng 43%, ngành nông, lâm và thủy sản chiếm khoảng 22% và thuế sản phẩm trừ nợ cấp chiếm khoảng 8%. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ năm 2021-2030 đạt 477.000 tỷ đồng. Về xã hội, tốc độ tăng trưởng dân số bình quân đạt từ 0.6 đến 1.2%. Chỉ tiêu phát triển con người HDI đạt khoảng 0.75. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%. Tỷ lệ lao động đào tạo nghề thì đạt 65%. Tỷ lệ cơ sở dục đạt tiêu chuẩn mầm non là 75%, tiểu học là 70%, trung học cơ sở là 80% và phổ thông là 90%. Tỷ lệ giường bệnh trên 10.000 hộ dân là 32 giường. Tỷ lệ bác sĩ là trên 10.000 dân là 12 người. Về môi trường thì 100% dân cư đô thị và 98% dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2030 thì đã đạt trên 42%. Về quốc phòng an ninh, Đồng Tháp nơi đây là một địa phương dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực nông nghiệp, trung tâm nông nghiệp du lịch sinh thái của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị và các bạn đang theo dõi Mỹ Ngọc Eva TV về thông tin điện tử trên trang web cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp. Phương pháp tổ chức hoạt động kinh tế xã hội của vùng thì ở thành phố Cao Lãnh này, thành phố Sa Đéc, phía tây huyện Tam Nông, phía nam huyện Cao Lãnh, phía bắc các huyện Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, dọc sông Tiền là vùng động lực phát triển của tỉnh, thì tập trung phát triển về kinh tế, công nghiệp chế biến, thương mại và du lịch. Trong đó thì thành phố Cao Lãnh là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Đối với thành phố Sa Đéc thì nó trở thành hai cực tăng trưởng của vùng trung tâm. Hành lang kinh tế Tây Bắc Đông Nam bố trí theo tuyến quốc lộ 30 kết nối quốc lộ 1, cao tốc Bắc Nam phía Tây, cao tốc Bắc Nam phía Đông. Quốc lộ N1 là hành lang phát triển của chủ lực tỉnh, tập trung về phát triển đô thị, trung tâm dịch vụ hậu cần. Còn hành lang kinh tế Nam sông Tiền bố trí theo đường quốc lộ 80 và quốc lộ 80B, đường tỉnh 848 và đường Nam sông Tiền kết nối với cao tốc Bắc Nam phía Tây và quốc lộ 1. Phát triển đô thị, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp và công nghệ cao. Hành lang kinh tế phía Đông Bắc, Tây Nam bố trí theo tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây là tuyến kết nối kinh tế các vùng thuộc Tứ Giác Long Xuyên với vùng đồng bằng Tháp 10 và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tổ chức các hoạt động kinh tế, công nghệ, chế biến, dịch vụ, nông nghiệp và du lịch sinh thái.
Phương án phát triển khu kinh tế thì tập trung với hai cửa khẩu quốc tế là Thường Phước, Vinh Bà và năm cửa khẩu phụ Sở Thượng, Đông Bình, Mộc Rá, Á Đôn, Bình Phú. Phương án phát triển về các khu công nghiệp đến năm 2030 thì toàn tỉnh có 9 khu công nghiệp thành lập, mới có 5 khu thôi. Và khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phê duyệt của các cấp thẩm quyền, tiếp tục thành lập ra 3 khu công nghiệp mới và mở rộng 4 khu công nghiệp, nâng tổng số khu công nghiệp của tỉnh thành 12. Phương pháp phát triển các khu bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, khu vực cần được bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi khác thì đến năm 2030 thành lập 19 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 1.600.